Diễn viên Phương Lan được đoàn xe sang chảnh đến hỏi cưới. Trong ngày đám hỏi, chú rể Phan Đạt diện áo dài cách tân hồng pastel, đi giày thể thao. Anh cho biết anh được nhiều bạn bè hỗ trợ để có đoàn xe sang đi hỏi vợ. Anh và Phương Lan đặt nhiều tâm huyết vào trang phục trong lễ gia tiên ra mắt gia đình hai bên. Đoàn xe đi từ Nha Trai, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh di chuyển đến nhà cô dâu quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh lúc 12 giờ 30 phút để làm lễ rước dâu. Đội hình phụ rể của Phan Đạt gồm một số nghệ sĩ quen thuộc như ca sĩ ST Sơn Thạch, Minh Dự, Thuận Nguyễn. Được biết Phan Đạt mang sính lễ gồm 9 mâm đi hỏi vợ. Đúng 14 giờ, chú rể cùng họ nhà trai mang 9 mâm quả đến nhà gái, hô to cô dâu ơi. Phía đàn gái cũng tiếp đón nồng nhiệt, đồng thanh đáp lại chú rể ơi. ST Sơn Thạch, Thuận Nguyễn, BB Trần cho biết rất hào hứng khi được đi bê tráp trong đám cưới của cặp sao. ST còn dẫn đầu đoàn phù rể để tiến vào nhà cô dâu. Phía nhà gái, Phương Lan cùng dàn phù dâu gồm một số gương mặt thân quen như Lan Ngọc, Khá Như, Thùy Anh, Ngọc Phước chuẩn bị tươm tất để đón tiếp đàn trai. Trước khi rước cô dâu về dinh, Phan Đạt và dàn bê tráp phải vượt qua ba thử thách. Nếm đủ 5 món đại diện cho các thử thách của tình yêu là khổ qua đắng, chanh chua, khô cá sặc mặn, ớt cay và đường ngọt, đoán số bậc thang lên đến phòng của cô dâu và những câu hỏi vui về cuộc sống gia đình, chăm sóc con cái. Đám hỏi đã diễn ra trong không khí vui tươi, ấm cúng. Khách mời tham dự chỉ có gia đình, họ hàng nhà gái và một số bạn bè thân thiết. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!